Trước khi vào clip thì mình cũng mong những anh em nào chưa tham gia group của bọn mình thì đừng quên qua Facebook tìm kiếm Rồng Một Sao trao đổi thủ thuật ngọc rồng online để tham gia nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. À, link group mình có để ở dưới phần mô tả và phần comment nhé anh em. Lần đầu lấy chồng luôn à? Lần đầu lấy chồng, được chồng Xong rồi, lần đầu sinh nhật bên chồng béo. Lần đầu tiên anh quay cận đi. Mình nhận được cái bánh sinh nhật mặt đẹp như thế này luôn đi anh em ạ. Mình rất là thích. Mình đã vừa mới cắm đến rồi. Không phải 2-3 tuổi đâu anh em nhé. Bé Hà chỉ có 3 tuổi thôi. Bé Hà 3 tuổi. Còn đây là những món ăn mặn. Đây là trứng ma bư anh em ạ. Trứng ma bư nha anh em. Thì đáng nhất là sinh nhật của vợ thì chồng phải nấu ăn cho vợ ấy, nhưng mà mình không biết nấu ăn anh em ạ. Đấy. Đây là mình đã đi tìm khắp phố rồi, nhưng mà nó chả có cái món gì nó đặc biệt cả. Nên là lại quay trở lại với cái món cái gì nhỉ? Gà không lối thoát, hay còn gọi là trứng ma bư đây anh em ạ. Đấy, lại tiếp tục quay trở lại cái món này nhá. Ôi giời ơi, ôi con ngáo này. Anh em thấy có em có thể là béo ra không? Nó mập rất là nhanh luôn, bởi vì nó ăn rất là nhiều, đủ láo tét. Hay là con chó anh em. Còn một món quà nữa, đây chỉ là món quà đầu tiên anh dùng dành cho mình thôi. Món quà thứ hai là nó lại đi đâu mất rồi. Thôi quay trở lại với cái này đi. Kìa. Đây rồi. Anh em ạ. Món quà thứ hai. Thần mèo. Đây, thần mèo anh em đây. Anh em cứ bảo là sao thần mèo lại gọi thần mèo mà lại màu đen ấy kìa. Đây. Đây, thần mèo màu thần trắng. Thần mèo màu trắng luôn rồi đấy nhá. Được chưa? Như thế đã được chưa? Như thế đã được chưa? Đó, thế là đủ một đôi rồi anh em ạ. Một được một cái. Tha hồ mà phẹt nhau. Thôi thả xuống này, khoe thấy được rồi. Con này con mèo cái là rất quấn người anh em ạ. Thả vào cho con mèo được kìa. Ôi mà. Quay con chó đây. Anh em thấy con chó mấy ngày không quay clip cho anh em thấy nó lớn không? Định mệnh nó to như con khủng long anh em ạ. Mẹ nó. À, đây không... cái sọt này mình vừa bắt nó vào từ lúc chiều nay đây. Quên không giới thiệu với anh em, con này mình đặt cho nó, đây là lợn nhé. Hai vợ chồng nhà chó lợn anh em ạ. Úi xìu. Ngã sắp mặt rồi. Đấy, vợ đốt nến đi. Vợ đốt nến. Ý là thì anh em ạ. Còn có cả pháo sáng đây nhá. Nhưng mà tôi cái này bỏ qua đi. Có cái xà pháo đấy đốt trong nhà tí chẳng khác gì hun chuột anh em ạ. Mình sẽ đốt nến. À, anh em cứ ở clip trước anh em cứ bảo sao vợ rồng già lại béo thế. Thì thật ra thì vợ mình đang có em bé nhá. Em bé của mình được 5 tháng rồi anh em ạ. Đấy, anh em nhìn hôm nay lạnh như này mặc váy thì anh em cũng có thể biết được. Mà bầu mà nóng hơn người bình thường anh em. Đốt cái nến này có sợ nó chảy vào cái bánh không? Mà chắc là chỉ ăn cái mặt trên thôi, à, ở trong thôi nhỉ. Cái bên ngoài chắc là bỏ rồi. Bởi vì đốt thế này thì nó ám hết mùi vào cái vỏ rồi còn đâu. Bạn tắt điện nhá. Tắt điện đi. Cho nó huyền ảo, cho nó ma mị một tí. Chừng cắt ảnh cho vợ đoạn này, đẹp quá. Bây giờ, chồng không hát chúc mừng sinh nhật vợ. Hát gì, giọng ra gì đâu mà hát. Chồng hát vợ có điều ước gì hay là vợ có lời gì muốn nói với anh em hay là như nào thì vợ nói. À thì nhân ngày sinh nhật của mình thì mình cũng cảm ơn anh em suốt thời gian qua đã ủng hộ mình và chồng của mình. Thì
những ngày tiếp theo cũng vẫn mong được sự ủng hộ của anh em nhiệt tình hơn, cho bọn mình nhiều cái ý kiến tham khảo để làm nhiều clip hay và chất lượng. Mong anh em đừng quên like, share và subscribe kênh của hai vợ chồng mình nhé. Cảm ơn 2070 anh em đã đăng ký kênh của VK Dòng nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, mong vẫn nhận được sự ủng hộ của anh em nhé. Bây giờ vợ ước cái gì nhỉ? Vợ có được nói không chồng? Ước thì phải nói một mình biết chứ. Ước nói ra thì ước để làm cái gì? Dân chơi chưa chưa được thổi bánh sinh nhật bao giờ anh em ạ. Đấy. Lần đầu làm chuyện ấy luôn. Lần đầu có điều hơi bơ ngỡ. Vỡ ra. Hà con kia. Mày mày thích trêu em không? Con chó kia. Nào, đi xuống mày. Không rồi anh ạ. Thì thật ra điều ước đầu tiên của mình thì cần sự giúp đỡ của tất cả các anh em ấy. Đó là đăng ký và ủng hộ trong mình thật là nhiều nhá. Còn điều ước thứ hai của mình là chỉ mong sao bơi đi của hai đứa thật là cute, xinh đẹp và sinh ra khỏe mạnh thôi. Cho anh em xem em bé đi. Đây. Đó, anh em xem em bé nha. Đó. Rồi, và thổi nến đi. Rồi khui hàng ra ăn đi, đói lắm rồi. Ui 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 ui, nước bọt bắn tùm lum. Ừ. Nước bọt bắn tùm lum hết. Bánh bỏ ra một bên đi, tí nữa cơm xong rồi hay là cắt bánh. Cắt bánh luôn. Cắt bánh xong luôn. Vợ mà anh em luôn. Vợ bỏ hết nến rồi đó. Nào tặng anh em phần bánh nào. Tặng anh em tặng anh em ba cái trái tim đi. Ba cái trái tim á? Ừ. Ba trái tim. Cái phần chúc mừng sinh nhật này là của vợ, còn cái phần này là của anh em, còn cái phần hoa hồng là của anh. Được chưa? Ủa chồng thích ăn hoa hồng hả? Ừ. Hồng đẹp nhưng gai hồng sắc nha. Đây. Sẽ dành cho anh em ba trái tim đẹp nhất. Đấy. Gửi tất cả trái tim đến anh em nha. Chết rồi. Lần đầu tiên làm chuyện đấy anh em ạ. Đây, mở mà anh em đi. Đây đi nuôi ra, đi nuôi về phía sau. Rồi, ok. Đây là ba trái tim đẹp nhất dành cho anh em. Cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ vợ chồng mình. Thì anh em hãy tiếp tục ủng hộ vợ chồng mình nhé. Được. Đấy, thôi. Đấy, anh em ăn đi. Anh em ăn đi. Mời anh em. Đấy, đừng. Nói vui vậy thôi chứ đừng ông nào cắn màn hình nhá. Rồi. Xin phép anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ bỏ bánh sinh nhật gần một bên. Rồi. Để ăn đốn mặn trước. Thật ra là mình vừa đi làm về rất là đói anh em ạ. Hôm nay chồng mua gì đấy? Và không muốn thoát về cái gì đấy? Mở bỏ ra.
Happy birthday to me. Lau cái tay đã. Tay đến để đánh sinh nhật nè. Happy birthday to you. Tổng vui Happy thế birthday to ạ. Là cái gì đấy? Đố biết luôn, người mùi mà không biết à? Thì đúng thật là ngô anh em à. Đây là món ngô chiên anh em nhé. Mời anh em. Mèo. Đã ngửi cái mùi rồi đấy. Còn đây, quả trứng ma bư. Đây, chính là trứng ma bư này em. Wow. Vàng rua. Siêu to khổng lồ luôn. Còn lại anh mới đi đánh boss Hirudega đêm qua đấy. Mãi mới rơi ra quả trứng để luộc lên cho bạn đấy. Vậy luôn. Ừ. Chồng tớ không không hay nấu ăn, không biết nấu ăn nhiều. Giỏi nhất là mấy món lụa anh em ạ. Wow, món rau vẫn thích. Vẫn Rau là thì món rau huyền sao? thoại. Hôm qua anh em ạ. Đói quá chồng ơi. Đấy, bạn bắt tao vào ăn đi. Và ăn trước đi, hôm nay là ngày của vợ mà. Ai. Hôm nay anh với cả anh em xem clip chỉ ngồi và ăn thôi. Ngồi xem và ăn. Ok. Không, không lấy đũa cho vợ. À đũa đừng để đâu nhỉ. Hôm nay là gọi là số 1. Ok, hôm nay là ngày của vợ đó. Chín. Mời anh em nhé, mình sẽ thưởng thức món rau trước. Mình rất là thích ăn rau. Ai 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 Chó kia. chó kia chó ra đây bố nhưng mà thôi hôm nay ngày của vợ mà vợ ăn đi vợ khui con gà ra đi Mày chào anh em xem clip chưa con chó? Lợn đâu? Không biết lợn chạy đâu rồi. Cho lợn đi ngủ rồi. Mình lại dạy con gà ra đây em ạ. Lợn nó chạy đâu rồi nhỉ? Lợn. Hay là nó chấm giường rồi. Ủa? Chả biết nó trốn đâu rồi. Lợn ơi, lợn trốn đâu rồi? À đây, lợn nằm dưới ghế. Ui. Cứ tưởng lợn chạy đi làm mất rồi. Con này liệu có to hơn con hôm trước không? Hình như con này size to hơn đấy chồng ạ. Cái nó ngon ngon rồi. Mà anh em cái đùi đi. Wow. Đấy, mà ăn trước cái đùi và mời anh em đi. Nóng quá em ạ. Có em nào bị thương cổ không? Hấp dẫn nha. Thật sự luôn là thèm rõ rãi rồi anh em ạ. Nhưng mà thôi biết làm thế nào nữa. Hôm nay sinh nhật người ta mà. Vừa quay clip vừa phải bịt mồm con bị vỡ hết cả đê. Sai
XXX. Mời anh em nhé, mình sẽ thưởng thức trước đây. Úi giời ơi, nhìn nó một ngoạm kìa, ôi ôi nó ngoạm kìa. Ôi cái con thì răng nó gặp chặt vào con thịt nó xé. Úi giời. Không nhớ bắt anh ngồi quay đi nữa. Thì cảm ơn anh em đã xem clip của vợ chồng mình. Đừng quên để lại một like, một comment, đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình thật là nhiều nhé.